Xin chào các bạn, thời điểm mua sắm các sản phẩm công nghệ về cuối năm đang hết sức sôi động. Bên cạnh những thiết bị di động được hỏi mua nhiều nhất, thì nhu cầu của người dùng về các sản phẩm máy tính bảng cũng tăng. Và ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp cho các bạn những sản phẩm iPad sẵn hàng đáng mua nhất dịp cuối năm này tại Di động Thông minh. Đầu tiên trong danh sách là iPad 2, iPad 3 và iPad 4 đã qua sử dụng. Những sản phẩm này cực kỳ phù hợp với những bạn muốn tìm mua máy tính bảng nhưng kinh phí lại hơi hạn hẹp. Thì chỉ với một khoản tiền dưới 5 triệu, bạn đã có thể sở hữu một trong 3 chiếc máy tính bảng đến từ thương hiệu nổi tiếng của Apple với hiệu năng tốt, hoạt động bền bỉ. Với mức giá rẻ 3.690.000, bạn đã có thể sở hữu chiếc iPad 2 99% như mới. Tuy so với các đời iPad kế nhiệm, iPad 2 có phần cứng khá khiêm tốn với con chip Apple A5, lõi kép 1GHz, RAM 512MB, nhưng iPad 2 vẫn đảm bảo các tác vụ cơ bản của một chiếc máy tính bảng như xem phim, lướt web trên màn hình 9,7 inch, độ phân giải cao 768x1024 pixel, cực thích, chơi game hấp dẫn với kho ứng dụng iOS khổng lồ, đi cùng với lợi thế viên pin dung lượng 6930mAh và đặc biệt là mức giá vô cùng hấp dẫn của nó. Ngoài ra, nếu như muốn sở hữu một máy tính bảng có cấu hình cao hơn một chút so với iPad 2, bạn có thể cân nhắc giữa iPad 3 qua sử dụng và iPad 4 99% với giá lần lượt là 4.490.000 và 5.490.000. Hai thiết bị này chỉ khác nhau một chút về con chip. iPad 4 sở hữu chip Apple A6, trong khi iPad 3 sở hữu con chip Apple A5X. Còn lại, hai máy tương đương về phần cứng với màn hình 9,7 inch, RAM 1GB, camera chính 5MP cùng viên pin dung lượng siêu lớn 11.560mAh. Cả 3 thiết bị iPad 2, iPad 3 và iPad 4 đã qua sử dụng này đều có khả năng kết nối Wi-Fi cộng 3G rất tốt. Với mức giá phù hợp với túi tiền đại đa số người dùng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mua những sản phẩm iPad đã qua sử dụng tại Di động Thông minh, vì đây đều là những sản phẩm đã qua sử dụng nguồn gốc từ Mỹ và Nhật, đã được Di động Thông minh chọn lọc, test kỹ càng trước khi bán ra cho người dùng. Hơn nữa, khi mua hàng đã qua sử dụng tại hệ thống Di động Thông minh, bạn sẽ nhận được bảo hành phần cứng 6 tháng, hỗ trợ khách hàng đổi hàng trong vòng 15 ngày nếu có bất kỳ lỗi phần cứng nào của nhà sản xuất. Nếu so với thời điểm iPad Pro chưa ra mắt thì iPad Air là dòng máy tính bảng mạnh nhất của Apple. Vì vậy trong danh sách đáng mua này cũng phải kể đến hai chiếc iPad A1 và iPad A2. Hai thiết bị này đều có kích thước màn hình lớn 9,7 inch như dòng iPad thường nhưng độ phân giải cao 1536x2048 pixel. So với cấu hình, iPad A2 được cải tiến nhiều hơn so với iPad A1 khi được trang bị con chip Apple A8X 3x1.5GHz, RAM 2GB, camera được nâng lên là 8MP thay vì con chip Apple A7 lõi kép, RAM 1GB, camera 5MP và viên pin 8600mAh trên iPad A1. Vì là dòng iPad mạnh nhất của Apple sau iPad Pro mới ra mắt nên tốc độ xử lý của iPad Air rất nhanh cho hoạt động mượt mà, xem phim lướt kết tốc độ cao khi có hỗ trợ mạng 4G. Vì vậy trong thời gian tới, nếu Việt Nam có đưa mạng 4G vào sử dụng thì với iPad Air, bạn hoàn toàn có thể yên tâm để đăng ký sử dụng tốc độ truyền tải mạng nhanh nhất này. Hiện iPad A1 và A2 mới tại Di động Thông minh đang được bán với giá lần lượt là 8.490.000 và 12.990.000. Và hai sản phẩm cuối cùng mình muốn giới thiệu đến các bạn là iPad Mini 1 và iPad Mini 2, thiết bị phù hợp với các bạn gái hoặc người dùng yêu thích sự nhỏ gọn. Với kích thước nhỏ, mỏng và nhẹ chỉ hơn 300g, iPad Mini rất dễ di chuyển, mang vác. Cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình kích thước 7,9 inch. Trong điều kiện đủ sáng, camera chụp ảnh khá tốt và rõ nét với độ phân giải 5MP. Về cấu hình, iPad Mini 1 sở hữu bộ vi xử lý tương đương với iPad 2 với con chip Apple A5, lõi kép, xung nhịp 1GHz, dung lượng RAM 512MB và viên pin 4490mAh. Trong khi thế hệ iPad kế nhiệm là iPad Mini 2 được nâng cấp hiệu năng với con chip Apple A7, lõi kép, xung nhịp 1.3GHz, RAM 1GB cùng viên pin dung lượng 6470mAh. Giá của hai sản phẩm iPad Mini 1 4G hàng chính hãng mới 100% đang là 5.790.000 và iPad Mini 2 4G chính hãng đang là 6.990.000. Nếu bạn đã từng sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu Apple hoặc nghe tiếng thì cũng có thể hoàn toàn yên tâm vào chất lượng những sản phẩm vừa được giới thiệu ở trên. Với kho ứng dụng khổng lồ, hệ điều hành dễ sử dụng, máy hoạt động ổn định và bền bỉ, iPad luôn là sự lựa chọn đáng tin cậy cho người dùng. Hy vọng các bạn sẽ chọn được cho mình sản phẩm yêu thích. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.
isn't an animal. And once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son wasn't okay.